Xiang chan. Lu xiang zha re, fa jie meng xuan, chu fo hai hui xi yao wen. Sui chu jie xiang yun, chang yi fang yin, chu fo xian quan shen. Nam mo xiang yun gai pu sa mo he san. Nam mô Xiang Yun Gai Pu Sa Mo He Sa. Nam mô Xiang Yun Gai Pu Sa Mo He Sa. Khai Jing Ji. Nam mô Bẩn Sư Sư Cha Mâu Ni Phó. Nam mô Bẩn Sư Sư Cha Mâu Ni Phó. Nam mô Bẩn Sư Sư Cha Mâu Ni Phó. Vũ sang sân sân vệ miao phá, bài chàng văn chế nàn dạo yu, vô chinh chàng vấn đỡ sâu trữ, yên chế rú lại chân chữ yi. Tị trang phú xa bẩn yên chinh chuyên sang, thang yu tiên quốc sản trang sa mân sư trả nạn thù yi. Đạo lý tiên công sân đông pin đi yi. Rú sư vợ vấn y sư phó giải đạo lý tiên vây mũ sư phá. Ở sư sư phạm ú lượng sư chế bù hợ sư bù hợ sư y chế chủ phó. Chí đà Phú Sa Mô Hợ Sa chia lại chí huệ, sản thàn sư cha mâu ni phó, nâng yu ủ chúa ở sư, sản bù hợ sư yi đà trư huệ sân đông trư lý, thảo phú càng chàng trung sân, trư hủ lửa phá, cử chàng sư trở vân xuân, sư xuân. Sư sư rú lái hán xiao phạng bài chàng hoa yi đà quang minh yun. Sở vầy đà yuán miễn quang minh yun. Đà chữ bây quang minh yun. Đà chữ huy quang minh yun. Đà bố rửa quang minh yun. Đà sàn mây quang minh yun. Đà chí xiang quang minh yun. Đà phú đỡ quang minh yun. Đạo công đức quang minh yun, đạo quy y quang minh yun, đạo sản tham quang minh yun, phạm rú sư đẳng bù hợ sư quang minh yun yi. Yêu chú chung chung vây miao chữ yin, sở vây thán bù lúa mi yin, sư bù lúa mi yin, trạng thí bù lúa mi yin, phí Lý ye bồ lúa mi yin, chán bồ lúa mi yin, bồ rửa bồ lúa mi yin, chữ bảy yin, xí sửa yin, chế thù yin, vũ lậu yin, chữ huy yin, đà chữ huy yin, chữ chữ hậu yin, đà chữ chữ hậu yin, yun lấy yin, đà yun lấy yin. Chủ rú sư đẳng bù hợ sư bù hợ sư yin yi. Sở bố sư chế chí tha phạng quốc tu. Yêu ú lượng yi tiên lũng quỷ sân yi chí đạo đạo lý tiên công. Sở vây sư tiên vang tiên đạo lý tiên sư yên mô tiên đậu xoài thuở tiên. Hòa lửa thiên, thảo hòa sư trái thiên, phản trung thiên, phản phủ thiên, đà phan thiên, sảo quang thiên, ú lượng quang thiên, quang yin thiên, sảo trình thiên, ú lượng trình thiên, biển trình thiên, phú sơn thiên, phú ải thiên. Quang của thiên, ú sáng thiên, ú phán thiên, ú rửa thiên, sản chàng thiên, sản xiàng thiên, sở châu trình thiên, mô sĩ sầu lúa thiên, nải sư phê sáng, phê sáng trụ thiên, ý chế thiên trung, lũng trung, quỷ sân đẳng trung, xì lái trí huệ.
富有大梵国都，即所婆是皆海神、降神、河神、树神、善神、地神、转泽神、苗家神、昼神、夜神、供神、见神、饮食神、草木神、如是等神，皆来集会。富有大梵国都，即所婆是皆诸大鬼王，所谓二目鬼王、但具鬼王、但精即鬼王、但胎卵鬼王、行病鬼王、摄毒鬼王、慈性鬼王、福利鬼王、大爱敬鬼王、如是等鬼王，皆来集会。尔时，释迦牟尼佛告文殊师利法王子菩萨摩诃萨：汝观世一切诸佛菩萨及天龙鬼神，此世界、他世界、此国都、他国都，如是近来即会到大力天者，汝知数否？文殊师利白佛言：世尊，若以我神力，见劫次多，不能得知。佛告文殊师利：吾以佛眼观故，犹不尽数。此皆是地藏菩萨久远劫来，以都当都未都，以成就当成就未成就。文殊师利白佛言：世尊，我以过去久修善根，成无碍之，闻佛所言，即当信受。小我圣闻，天龙八部即为来世诸众生等，遂闻如来诚实咒语，必怀疑惑，摄食等受，未免信邦。唯愿世尊广说地藏菩萨摩诃萨因地所合亨利合愿，而能成就不思议事。佛告文殊师利：譬如三千大千世界，所有草木丛林、稻麻除尾、善食为尘，一物一树，作一恒河，一恒河沙，一沙一界，一界之内，一尘一劫，一劫之内，所弃尘书，尽众为劫。地藏菩萨正实地果位以来，见被堕于上狱，何况地藏菩萨在声闻必至佛地。文殊师利，此菩萨为神誓愿不可思议。若为来世有善男子、善女人，闻诸菩萨名字，或赞叹，或赞礼，或证明，或供养，乃至在化鹤露苏气行香，这人当得百返胜于善持善坚，永不堕二道。文殊师利，是地藏菩萨摩诃萨于过去久远不可说不可说劫前，甚为大长者子，时时有佛号曰世子奋尊，救足万恒如来。时长者子见佛相好，见佛庄严，并问彼佛作何恨愿，而得此相十世四分炫居足万恒如来告长者子。
欲证此身，当续久远度脱一切受苦众生。闻处是离，时常舍此，应发愿言：我尽尽未来期，不贺季节，为是岁虎六道众生，广设放边，尽令解脱。而我自身放整佛道，以是于彼佛前立四大愿，于尽百千万以那由他不可说劫，上为菩萨，又于过去不可思议二僧集结，时时有佛号曰觉幻定。自在王如来彼佛受命四百千万亿二圣集结，向法者中有一婆罗门女，素服甚厚，众所敬敬，行住坐卧，诸天畏乎，极无信邪，常敬三宝。是时圣女广设放边，眷有其母，令圣正间，而此女母未全圣心，不久命中魂神堕在无间地狱。属婆罗门女至母在世，不信因果，既当随耶，必胜二居，遂卖家宅，广求香花，及住共居，于现佛塔寺，大兴供养，坚决化定自在王如来。其形象在寺中，塑化为容，断言必悲。属婆罗门女，站立尊容，背生敬仰，四四念言：佛名大觉，具一切知。若在世时，我母死后，倘来问佛，必知住所。属婆罗门女，坠祭良久，忏念如来，护闻哄众圣曰：智者圣女，勿知悲哀，我尽是如母住具诸婆罗门女，何长相空？而白哄曰：是何神德，唤我幼女？我自是母以来，昼夜一连无住可温，至母圣阶，时哄众有声，在报女曰：我是如所站离者，过去觉化定自在王如来，见汝一母，备于长情众生之分，故来告示婆罗门女闻此圣矣。九圣自扑，赤节戒损，左右服施，良久放苏，而白孔曰：愿佛慈悯，诉说我母圣阶，我尽圣心，降死不久。时觉化定自在王如来广圣女曰：汝供养逼，但早反车，断作是四为无智名号，即当至母所圣具出。时婆罗门女损礼佛已，其贵其奢以一母姑，断作念觉化定自在王如来，近一日一夜，忽见自身大于海边，其水涌飞，堕至二手，近赴野身，飞走海上，
洞悉蜍蜍，见蜍男子、女人，百千万蛛出没海中，被蜍儿收成巨石丹。又见一蚩，其形各异，或多瘦，多圆，多粗，多头，后牙外出。猎人如见巨蛛，嘴人是见而收，腹似伯爵，头足相交，其形万类，不敢教舌，舌婆罗门女。以念佛立孤，自然无拘。有一鬼王，名曰无毒，即手来迎白圣女曰：“善哉，菩萨，何言来此？”时婆罗门女问鬼王曰：“此是何处？”无毒答曰：“此是大铁围山，西面第一重海。”圣女问曰：“我闻铁围，这内地曰在中，是是是否？”无毒答曰：“实有地狱。”圣女问曰：“我今于何得到狱所？”无毒答曰：“若非为神，即是业力，非此二师众不能到。”圣女又问：“此水何源？”而乃乃永飞多住罪人，即以二收。无毒答曰：“此是言菩提萨尔众生，信此智者，见此十九，日后无人祭祀，为作功德，救拔苦难。圣时又无善因，当初本业所感地狱，自然向渡此海。海洞十湾，游寻又有一海，其苦被此，比海至东又有一海，其苦复悲，散业二因之所照感，共号业海，其住是也。”圣女又问鬼王无毒曰：“地狱何哉？”无毒答曰：“三海之内是大地狱，其数百千，各个自别。所谓大者，具有十八次，有五百，虎毒无量，次有千百，亦无量虎。”圣女又问大鬼王曰：“我母母死来未久，不知闻神荡至何居？”鬼王问圣女曰：“菩萨之母在圣席何恒耶？”圣女答曰：“我母邪间即毁散宝，社会转心，玄有不尽，死岁日前未知圣珠。”无毒问曰：“菩萨之母姓是何等？”圣女女答曰：“我父我母俱具婆罗门种，父号树罗善仙，母号月地利。无毒何长？”起菩萨曰：“言圣者却返本初，无智又以北连月地利岁女圣间以来，静静散入云城孝顺至此，为母社功修福，不施觉化丁自在王如来塔寺，非为菩萨之母得堕地狱，应是无限罪人，此日谢得舍勒，
就同审计鬼王严逼可早退。婆罗门女寻如梦归，勿死是矣。便于直化定自在王如来塔像之前，立弘誓焉：愿我尽未来劫，应有罪苦众生，广设放边，是令解脱。我告文殊师利：如鬼王无度者，但见宰首菩萨师、婆罗门女者及地藏菩萨师。嗡哈哈哈，嗡三摩地梭哈。